Vâng, xin chào các anh chị. Cảm ơn các anh chị hôm nay đã cho Toàn một cái cơ hội để rồi chia sẻ những hiểu biết của mình về bảo hiểm nhân thọ. Để tránh mất thời gian quý báu của quý anh chị, Toàn xin được phép bắt đầu cái câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ luôn. Thưa anh chị, bảo hiểm nhân thọ nó có 4 ý tất cả. Đầu tiên, bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ thu nhập. Ý là nếu như mà mình hàng ngày mình phải đi làm để kiếm tiền lo cho bản thân, con cái và gia đình, Toàn cũng vậy, anh chị cũng vậy thôi. Là mình làm được là do mình có sức khỏe. Như vậy nếu như mình mất đi sức khỏe thì mình không có làm ra được tiền nữa, mình khổ liền. Nếu anh chị có bảo hiểm nhân thọ, trong đó bảo hiểm nhân thọ sẽ cam kết đảm bảo trả cho anh chị thu nhập hàng tháng vĩnh viễn. Thu nhập của anh Hiệp bao nhiêu tháng này? 6 triệu tháng. Nếu mình có bảo hiểm nhân thọ thì khi không còn sức khỏe nữa, anh vẫn được đảm bảo 6 triệu tháng vĩnh viễn luôn. Rồi. Đó là ý đầu tiên nha. Làm sao để có được tháng vĩnh viễn, tí nữa bạn tính cho nha. Ý thứ hai, bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ tài sản. Toàn cũng vậy, anh chị cũng vậy thôi. Có nghĩa là mình đi làm, sau khi mà xài hết thì mình đã dành ra được một ít để mình tích lũy. Nó có thể là vàng, đô la hay là chứng khoán hay là bất động sản vân vân, để phòng khi hữu sự. Cái khi hữu sự thì mình chuyển nó thành tiền để mình lo khi đau ốm bệnh tật nằm viện vân vân. Nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm trả hết khi đau ốm nằm viện bệnh tật. Và mình vẫn giữ lại được vàng, đô la, chứng khoán ở nhà cửa của mình không có đụng tới. Có nghĩa là mình bảo vệ được tài sản của mình. Ý thứ ba, bảo hiểm thọ là để chăm sóc sức khỏe. Có sức khỏe thì làm ra tiền. Người Nhật đơn giản lắm, có tiền thì lấy cái tiền đó chăm sóc lại sức khỏe. Tại vì tiền làm có là nhờ có sức khỏe. Thì bây giờ có tiền thì mình chăm lại nó thì mình mới khỏe hơn. Ở cái thời điểm là mình có kinh nghiệm nhiều hơn, có chiến lược nhiều hơn thì mình sẽ đạt được tiền nhiều hơn nữa. Đó là triết lý hiện nay của người Nhật và người Hàn Quốc. Và thưa quý anh chị, nếu mà mình đau ốm nằm viện thì anh chị thích là nằm tĩnh dưỡng ở những cái bệnh viện như là Pháp, Việt, Colombia, Vinmec á, đúng không? Ở Băng Thuộc ít nhất là nằm tĩnh hạnh, đúng không? Đó thì chi phí ở đó sẽ được chi trả nội trú, ngoại trú, và thậm chí những bệnh viện lớn như Vinmec, Pháp, Việt, Colombia sẽ được bảo lãnh miễn phí. Nội trú thì nó lên 3 triệu đồng cho ngày nằm viện, trả theo chi phí thực tế. Ngoài chú mình đi thăm khám bên ngoài, tập hợp đầy đủ giấy tờ hóa đơn chứng đơn thì bên Toàn sẽ thanh toán lại quyền lợi đến 630 triệu cho mỗi bệnh, mỗi tai nạn mỗi năm. Và nếu như ai cũng chịu khó bảo vệ lấy thu nhập, bảo vệ lấy tài sản và chăm sóc sức khỏe hàng năm thì sau này mình có tiền cho con mình ăn không? Anh Dũng cũng có con được không Dũng? Con bao nhiêu tuổi? 1 tuổi. 17 năm sau nữa anh sẽ có tiền cho con rồi. Thế được bằng tính chưa? Anh Hiệp bao nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi. 20 năm thôi chứ không cần đến 30 năm giống như xã hội đâu. Anh sẽ có đảm bảo là anh có một cái gì, một cái quỹ để rồi anh an tâm hưởng hương chi. Tính của tầng tính nha. Đó thì nói tóm lại, bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ thu nhập chưa được ra của mình, bảo vệ tài sản mà mình đã tích lũy đó. Tài sản là chỉ có cộng thêm và nhân lên thôi, không ai muốn biết, không ai muốn trừ đi đâu, đúng không? Rồi, và ý thứ ba, bảo hiểm là để chăm sóc sức khỏe, và cuối cùng đó là để tích lũy đầu tư. Bước tiếp theo thì như nãy Toàn đã hứa rồi, và hứa phải làm nha. Xin phép tặng cái này để rồi giúp cho anh chị định phí. Chị Tiên muốn bảo vệ thu nhập bao nhiêu một tháng? Dạ 10 triệu đi ạ. 10 triệu một tháng, dạ, cảm ơn chị Tiên. Chắc chắn là bệnh viện đúng không? Dạ. Anh Hiệu, anh muốn đảm bảo một cái quỹ do tai nạn là bao nhiêu? Mấy trăm triệu? Sáu trăm rưỡi. Dạ, cảm ơn. Em muốn bảo vệ cái quyền lợi là mình nghèo bao nhiêu?
khoảng 1 tỷ. 1 tỷ, ok, cảm ơn ạ. Còn quyền lợi chăm sóc sức khỏe thì nếu toàn sẽ khuyên anh chị tham gia là 630 triệu. Cái nữa toàn định phí, anh chị sẽ hiểu vì sao một cái người mà tư vấn người ta đặt quyền lợi khách hàng lên cao, người ta lại chọn cho anh chị như vậy. Thế nữa định phí anh chị sẽ thấy hết thôi nha. Rồi. Cuối cùng anh Dũng có vợ rồi đúng không? Vợ cũng là người đi làm đúng không? Rồi cũng là trụ cột thứ hai trong gia đình, cho nên là mình có quyền là hỗ trợ đóng phí. Người trụ cột thứ hai mà người ta mất đi sức khỏe thì đại trị đứng ra đóng phí rất là hàng năm luôn. Anh muốn được hỗ trợ vậy không? Có. Ok, có. Nè, rồi xong rồi. Như vậy để toàn bắt đầu định định phí cho anh nha. Sao? Vậy thôi có gì đâu. Rồi, sau khi định phí xong xuôi thì mình sẽ cho họ thấy là lúc đó mình nói là bảo vệ thu nhập một tháng 10 triệu là bệnh viện thì mình nói là bao nhiêu, tai nạn là bao nhiêu. Rồi mình nói là anh chị phải cam kết tiết kiệm cho bản thân là bao nhiêu đó thì anh chị sẽ được quyền lợi này. Tôi cam kết tiết kiệm cho bản thân, ví dụ 20 triệu thì anh chị sẽ được toàn bộ cái này. Có nghĩa là cái tiền, họ sẽ thấy cái tiền ít, họ thấy cái tiền ít nhưng mà được cam kết nhiều. Nó giống như cái chuyện này, nó gỡ một ít vô công ty bảo hiểm, và công ty bảo hiểm nợ mình rất là nhiều. Đó là ý thứ, đó là ý thứ về cái chuyện là định phí. Xong xuôi rồi, xong xuôi rồi. Vâng, nói như vậy thì cũng không dám chắc là anh chị có được bảo vệ hay không. Tại vì cái này mới là định phí thôi. Không được bảo vệ đi nữa thì cũng phải trả lại tiền cho anh chị. Thì bây giờ nó có khoảng 5 câu hỏi thôi. Thời gian 5 câu hỏi này là mình biết là mình có được bảo vệ hay không thì toàn xin phép bắt đầu nha. Rồi mình tìm mình dỡ ra lại mình. Lúc đó thì nó có minh họa trên Facebook, nó chuyện qua hết rồi. Nên mình trả lời mấy câu hỏi đó cho đáng nó rất là nhanh. Rồi xong, xong xuôi rồi thì thấy rõ ràng là tầm đầu hồ sơ đi thì thấy được rồi đó. Nhưng mà để cho bác sĩ ở dưới đó người ta tiến hành thẩm định thì anh chị cần phải thể hiện cái mong muốn được đảm bảo những quyền lợi này. Thì toàn thấy tổng cộng là 30 triệu. Anh chị có thể bắt đầu gỡ ra những cái bao nhiêu để rồi bác sĩ có thể tiến hành thẩm định. 30 triệu, anh chị cần 10 triệu là cũng ok rồi, người ta có thể tiến hành thẩm định. Rồi sau khi hợp đồng phát hành xong rồi á, anh chị tiếp tục đóng 20 triệu là cũng được, không sao. Đó, mình nói vậy đó. Tất cả những chuyện đó thì muốn thẩm định á, hồi xưa khi không có app á thì mình phải thu chứng minh nhân dân rồi nọ, rất là bất công. Còn bây giờ muốn thẩm định được thì anh chị cho tôi mượn chứng minh nhân dân, mình chụp mình mới gửi đi được, còn không chụp được không gỡ được. Kiểu vậy đó. Nó làm cho cái việc thu thập giấy tờ nó trở nên đơn giản hơn và mình có cách để mình nói chuyện ha. Đó, ok, để em nhìn lên rồi.